Rồi xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hồi sáng con bán cái xe carbon xong rồi giờ con còn lục rim mới nữa con đưa các bác tham khảo nha. Đó, bác nào thấy cái nào được alo con, mấy này lặt vặt lặt vặt thì mấy bác cần thì alo con. Hồi sáng thì mấy con xe kia nó bán chung đồ nhiều quá nên hơi nhiều tiền. Nhưng mà cũng bán hết rồi. Thôi vô mấy cái này linh tinh ha. Rồi cặp bánh nha quá. Thôi cái này cái ghi động đi. Đó cái ghi động này cái này trong cuộc nha, mà cái thằng Nhật nó cắt cái kiểu gì nó làm kiểu gì không phải là cuộc chứ trong cuộc á nè, nó làm gì nè, nó cắt gì nè, nó làm gì nè. Đó, bác nào không thấy độc lạ Bình Dương thì chơi ha. Cái này con thanh lý ta thắng là thắng 1.5 nha các bác, nó mắc cái bao già nha nhưng mà nắp tiếp tôi còn nè. Đó, nắp đâu còn ha, vào dài mà nó làm kiểu gì vậy? Rồi thanh lý này 450 cabo ship nha, 450 cabo ship cho bác nào thấy cái phái cái độc lạ này nè. Vậy chơi con thấy nó cũng họ thấy cũng im im. Chạy đừng thấy cặp bóp thắng cũng im im nha. Đó bác nào lên rồi ha. Rồi có một cái giò 1.5 luôn nè. Hai dĩa nha các bác. 52 42 cái giò bên găng này bên dĩa này thì bình thường nè, nó dạng bi đanh bình thường luôn ha. Đó cái nào 1.5 này cũng còn khá được nha, cái bên dĩa thôi chứ còn bên đây nha, bên đây là cái giò bi đanh này nó cứng nè, nó kẹt nè, thấy không? Rồi con cái này nó thấy bắt thấy không, nó nứt găng nè, nó găng này nè, nó găng vô chưa tới trong này nè, mà chưa vô tới trong nha, nó chỉ là ở ngoài nè. Đó này còn thanh lý nha, con bán cái giò này thôi nè, con bán giống như bán hai cái dĩa đó, còn hai bidan thì cái này dính, còn cái này nó không có cái một cái dính cái gỡ ra được thì con để chung luôn đi cho mấy bác về mấy bác gỡ, con này con gỡ không được, nó hơi cứng, nói chung đồ nghề này của con nó bị trượt, nó trượt làm cho cái này nó bị trượt. Đó rồi thanh lý nha các bác. Đó mấy bác về mấy bác cải tạo sửa chữa, hay bác nào có cái giò bên mắc cái giò bên dĩa gì đó muốn làm gì làm, con cũng không biết. Rồi thanh lý nha, 450 cabo ship, 450 cabo ship, còn mấy bác cũng về mấy bác để xài cũng được, cái này nó con thấy nó cũng đâu có ảnh chỉ rất căng này. 450 cabo ship đó là Zalo con. Rồi cái này nè, cái đề này là nó bị ám khí gì đó không biết nữa, nó bằng nhôm đẹp nè, chân tô cổ đề 7 đó, thanh lý luôn, kéo keo riết cái nó phụ nữa nè, phòng keo kéo cái nó cọ cọ vô cái nó phòng nó phụ lên luôn. Rồi cái này chân tô cổ này bằng nhôm nha, xài ngon lành, thanh lý luôn cho mấy bác chị chơi. 350 cabo ship nhôm, chỉ có hai cái này bằng sắt thôi nha, xài ngon lành đề 7. Đó, 350 cabo ship cho cái này bác ưng alo con. Hôm nay con đưa lên thanh lý một đống đồ cho mấy bác chơi. Rồi cái bidan nè, bán con xe nhôm còn đúng cặp bidan nè, nãy bán 350 hôm nay mua nè. Rồi con xuống giá nè, 300 bao ship nè, nó 300 bao ship cho mấy bác ưng cái này alo con. Nó chỉ kê nè, cái mũ này nó hơi nứt nè. Nó không có đóng da bằng da viết gì trơn, để chỉ đi na đít na này rong nữa nha. Đó rồi thôi bán 280 nè, nó chơi gì nó dễ, nó xài ngon lạnh nha. Rồi có cái cặp đùm này gì nó bị gì nữa nè, nó đẹp như mơ luôn mà không bác nào chơi phải không. Đó, có 7 nha các bác, găng ngoài nha, mấy bác còn nhiều bác mua lắm nhưng có cái mà không có găng tiếp găng trong luôn à, tiếp găng ngoài nó không có, còn nói không mua gì gắn được là không tổng mua chứ không phải là không bán được. Rồi nói chung là bán mà mua về cái ông nói găng clip ổng có găng găng trong không à, cái ông hỏi găng trong găng ngoài, ông nói găng trong găng trong nó mua đâu dặn được trong mua làm cái gì, hai ba bác mua còn có nói gì đó. Rồi cái này thanh lý nha, 450 bộ ship đó, lý lỗ 450 bộ ship thì cặp đùm này bác nào lâu con nha,
nhắc lại là dặn ra ngoài nghe mấy bác có cái gì cái clip dặn trong thì đừng có mua mà làm gì nha, vì dặn được mới công bỏ tốn tiền. Rồi cái này cái gợi ít 100 nha, nó sang dĩa gợi ít 100 xài ngon lành, chữ còn lờ mờ nè. Rồi cái này con giao lưu là 230 bao ship nha, 230 bao ship cho cái sang dĩa gợi ít 100. Rồi có bộ tay cốc 1.5 nha, cái này mấy bác dặn họ có con cốc cốc không, con cũng biết con nó đại kéo cơ gì, không biết nó có cốc không. Cái này nó đẹp nè, đẹp nha, không có nắp, không có hư nắp, nắp đẹp không có gách. Rồi cái này con giao lưu 250 cao ship luôn nè, nó 1.5 250 cao ship lạnh, 250 cao ship cho cái này bác nào giao lưu còn nha. Đó mã số 1, cái này luôn cũng là mã 1.5 luôn nha, nó 1.5 luôn. Cái này gách này nha bác, cái gách này nó gắt nhưng mà còn nha, nó gắt nhưng mà nó nứt, kiểu nó nứt á, đây cũng nứt nè. Nó này cốc cốc nè, cái này nãy không có thử nè, cốc cốc. Mã số 2 nha, mã 2 cũng 1.5 mà có cốc cốc. 7 nha, cốc số 6 cái cốc là 7. Cái này hơi nứt nè, 200. 200 bao ship. Nó chơi vậy. Cho bán gì cho nó nhanh hết chứ để hoài mệt chết. Giờ tới gì lui, bực mình. Rồi cặp bánh nè. Đó, cặp bánh này là GX500, hôm nó thiệt là bác Khoa trả con chiều gửi hoài con không bán, thiệt tình ổng trả suốt luôn mà không bán. Rồi cối này có 8-9-10 nha các bạn, 8-9-10 bác Khoa trả chiều gửi hoài không bán đó. Còn cái này tại hôm nay nóng máu lên giật dời tới về luôn hoài bực mình đó, chi tiết nè, cái không có chạy chỗ gì nhiều nha, chạy 2-3 chỗ nhỏ nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì tới cái điện đó. Hai lớp nha, cái này trước cầm trước 20 hay với 24 hay sao. Hàng này G500 này lắp xe nhôm xe cao cấp như hàng Malaysia cao cấp nha. Rồi hôm nay bán chịu gửi thôi, chịu gửi bao ship đó. Thợi cho lời yêu cầu của bác ấy trả cái lúc chịu gửi hoài mà nó bị gì nó cứ dính vô đó rồi nó không bán được luôn. Rồi bán vốn luôn, nói chung là bán vốn là 1.5 triệu mà lỗ thì ship đó. Rồi bắt đầu Zalo con luôn. Rồi cái này nha, 1.5 ha các bác, nói là dĩa 1.5 nè, cũng xài được ngon lành ha. Đó chưa vệ sinh luôn nè, mới gửi xe luôn nè. Rồi cái này 200 bao ship, 200 bao ship cho cái này nha, 1.5. Cái này luôn 1.5 luôn nha. Đó, cái này thì nó hôm qua có là còn lại nè, cái này nó có mã số 2 nha, cái mã số 2 nó ít hơn, nó ít chạy hơn nha, nó ít xét hơn nè. Rồi này 230 bao ship cho cái giống như cái một gỡ dít 100 luôn. Rồi cái gỡ dít 100 nè đề táp nó bằng nhôm nha, cái này bằng sắt, này còn sáng nè, tất đây đầy 8 nha các bạn. Rồi đầy 8 con xả luôn, 500k bao ship, 500k bao ship với cái đầy 8 luôn, gửi đi 100 nha. Đó, bác nợ nghe lô con. Rồi cái này cái 1.5, 8 luôn nha. Đó, đánh xe bằng nhôm nè. Rồi cái này 650k bao ship nha, 8 nhôm nha, 650 bao ship. Thôi 630 thôi. 630 bao ship nha, bạn nào nghe lô con. Rồi 600 nó cho chẳng đi. Đó. Rồi 600 bao ship nha, bánh xe nhôm nè. Đó, bạn nào nghe lô con. Rồi cái đề này nè, cái đề 1.5 này, đề 7 nha các bạn. Đề 7 này à. Đó, hai cái đề 7 luôn, nó giống nhau nè ha. Hai cái 1.5, 7 giống nhau luôn. Cái này thì nó hơi dơ nha, cái này thì nó hơi sạch tí, nhưng mà cái nào cũng đẹp như nhau, nó cũng khác như nhau. Đó rồi, cái này cái chưa có chùi, chưa có rửa, cái thì có hơi rửa sơ sơ, có xịt nước sơ sơ. Rồi này hai dao cái giao lưu đi bằng giá nha, 450 bao ship một cái.
Đó, chơi luôn vậy đi cho dễ. Rồi cái đề này, cái đề lưu xe nha các bác. Lưu xe cổ nè, nó bằng nhôm nè. Đó, cái này con giao lưu là 550 luôn đi. Đó, 550 bao ship luôn. Đó, bác nào lô còn. Đó, giờ mua lâu quá không đâu biết mua nhiều đâu, bán đại đi có tiền thì được rồi. Rồi ngàm 1 đến 5. 700 xe nha, cặp này mã số 1. Đó. 400k bao ship. Đó. Cặp này mã số 2. Đó, cũng xài ngon lành. Một bên còn chữ, một bên mắc chữ. Rồi 430k bao ship. Đó. Rồi cặp này cặp số 3. Mắc chữ hết. Xài ngon lành. Gom đầy đủ nha. Rồi 400k bao ship. Đó, bắt đầu lên lô còn. Không nhiều quá bán bớt mấy cái đó để lại không ai mua đâu. Rồi con thanh lý cho bác một cái sườn chuyên nghiệp luôn nha. Cái sườn chuyên nghiệp này con để là cũng dài lâu rồi, cái nó dính cái cốt yên nè. Nó dính cốt yên nè, dính đồn tăng luôn. Nó bán mấy bác về dọn sơn lại chơi luôn, nó cũ quá trời. Nó sườn này sườn chuyên nghiệp lùng luôn nha. Nó sườn này 51 luôn. 51 can 52 luôn nha. Đó, kiếm nè, đẹp nha. Đồng sơn. Hôm qua cũng có ông anh cũng hỏi mà con tính nó không dính, con kêu cái giá cũng hơi cao. Đó, này phát hiện nó dính. Rồi giữa im nha, xài ngon lạnh nha, rồi giữa da băng nha, đẹp. Có quyền dính. Đó, bác về bác làm biến đi. Chuyên nghiệp nha các bác. Đó, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp mà làm có 51 mà đẹp. Rồi thanh lý nha, thanh lý thì 1.800.000 bao ship. Nó bác chọn lấy thì sao không tăng, muốn lấy cách nào lấy con cũng biết luôn. Con ở đây thì không lấy được, còn con thua. Đó. Ừ. Tăng là dính nha, không có ti nha. Đó, nó mắc ti luôn rồi đấy, nó không lấy ra được. Rồi. Sườn này thanh lý 1.800.000. Nó 1.800.000 bao ship cho bác về dọn lại chơi nha. Sườn chuyên nghiệp luôn nha, thúc nha luôn nha, thúc thúc ngón tay luôn, dòn về sườn này. Chuyên nghiệp luôn, lóng tay với chút xíu lộn. Lóng tay vô gì chút xíu nữa chứ thường là đời mới mới nó mới sườn một lóng, còn đời này nó một lóng tay với một xíu rồi. Nó bảy nữa bị mấy bác la nữa. Mấy bác ít mua, mấy bác không mua thì mấy bác la, mấy bác mua thì mấy bác la. Mấy bác thường mua không có la, mấy bác ít mua mới la. Nhầm khi không mua cũng la. Rồi, bác Hưng được alo con ha. Rồi, xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.